5 phút sau bây giờ là... Nào bây giờ vớt nhưng mà khả năng là nó chưa kịp vào ăn đâu. Sớm quá. Thử cái, thử một tí nào. Khoảng 10 phút rồi, bây giờ bắt đầu đi vớt. Đâu mẹ lại đây cất nào. Không, cất nhiều chứ lượt là lượt nào. Cứ cất đi về nuôi. Ao ăn hết bố nào ăn. Có cái gì. Cái này một tay quay thì một tay không cất được. Đấy, có cái xô đựng tôm. Nhẹ nhàng thôi. Càng nhẹ nhàng càng tốt. Ôi con cá kình ra mấy nào mà nặng thế. Ôi trời chẳng có. À thế là không có con nào. Còn lại hạ xuống. Chẳng có gì à? Cái kia còn được hai con tôm đấy. Con bảo làm đừng rồi chị Minh. Ừ. Ta làm hai cái à? Chơi hẳn gần. Đó. Chê. Tôm này. Chê hay là hộp? Chê nó mới nặng hai người chiêng. Hôm nọ làm để cái thì treo cọ, cái thì nó anh bảo chặt cỏ thì lợp nữa. Chứ hôm nọ làm gì mà lợp nữa. Lợp ấy thì nó khỏi hỏng chuồng ấy chứ. Không cấy lúa, không nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu nữa. Bỏ lợn ta ỉa vào những con con. Cái củi lấy đến nơi cô vẫn để dựng la liệt đã. Có đâu củi đâu. Mẹ cất nhẹ nhàng xem nào. Khó lắm rồi chị Minh ạ. Lấy đi chồng ở đấy đại cỏ luôn đấy, chẳng tội đấy, cũng nó về đấy. Ấy ấy ấy. Ui có hai con. Còn lại hai con. Nhưng mà con này to này. Này hai con. Con này to. Đấy. Ừ to, nhỉ. To hơn. Nhỉ hơn tí. Thế sao đặt đằng này ngon ăn hơn của mình ạ? Thử mà thấy bác Khôi khoe là ở dưới kia thỉnh thoảng được con to mà thế cơ chỉ cần cân vài con to thôi. Nào mà làm. Chứ nó cứ lỏng lỏng nó. Cái vó này hơi điêu. Thế này em có cái màn này ví dụ mình này có cũng có đấy nhưng mà lười không làm có thì cất đúng rồi thôi ô nọ nào bây giờ mình đi cất tôm đây. Chúng phải cái này con thua cái này là cái lúc nãy bị đấy quay xuống đây đây à, cái này được mấy con nhưng mà không nhanh là nó chui đi hết. Dạ. Đấy. Nhiều nhỉ. Này ngày xưa nhiều tôm á. Một phát đã được gần bát con luôn rồi. Mấy cái đằng kia mới ăn cái này ỏi quá rồi. Đây quay cám à, nắm một nắm cám như này đấy. Đợi đây quay đây đấy, ném vào đúng giữa tiếp tục. Hết rồi, đi xuống dưới kia. Để chưa? Để cái hà nội. Xin chào em bé nha. Mới mới được. Bảo để dễ để. Đây. Cái này xuống hà nội để. Thế làm nào? Để giờ là mẹ nuôi con mẹ bà nó với lại gì nó đem đi viện đi một bệnh viện tim nặng rồi. Nhớ con nào? Chẳng ăn. Không có gì à? Hơi bé. Đúng, ở đằng kia có cần được cá. Xay cả cá. Không có gì à?
Con gì đấy? Con gì mà nhảy phốc phốc? Con cá. Đem điện thoại còn đứa bắt con cấn thì cho ai thế? Quay lên, tung lên nào. Gia đình lúc nào đang. Ê đấy còn con nữa kìa. Đâu đâu đâu, sót à? À ơi nhà. Phí. Con này đủ ăn Tết đấy. Buộc hơi bị ọn. Có đủ cái lưới để yêu con trâu con loan nó chui qua mất. Lo hỏng to chui ra con trâu. Đi qua đây cầm chắc điện thoại mà đi cẩn thận nhá. Thế thì không đi nữa đâu. Không, đi cất. Lộn cổ đấy, cẩn thận nhá. Ôi. Ngã này. Bỏ ngã mà. Đi cẩn thận lại. Bắt được mấy con tôm lại hy sinh cái điện thoại. Yeah. Gì? Tôm đây chứ tôm đâu. Rồi. Hai, ba, bốn, năm. Nay mà để lâu lâu là có con ngon đấy, có con to đấy. Đấy. Thằng kia nữa. Còn một cái nữa lại thêm chiến lợi phẩm. À, lại đây cho xem con này. Cá bống. Nhìn rõ không? Ừ. Rồi, đẹp chưa? Vào đây. Đó, ném toàn không? Chiến lợi phẩm. Nào. Ấn vào đây. Xem chiến lợi phẩm một lượt cất đây. Nào. Đó. Mấy con. Đấy. Ôi chưa. Có một con gà bống kìa. Hai con cân cấn. Con này là tôm. Rồi. À sách. Mười con là đủ ăn. Ừ. Đây có cái ăn nọ. Cái nọ thế. Quay vào đây. Wow. Mấy con? Nhiều. Đủ. Thế là đủ tiêu chuẩn rồi. 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cám vẫn còn nhiều nhỉ? Cứ cất nhiều nhiều vào. Cám này không thể ném thêm mồi. Lại hạ bệ thêm. Có chỗ lạ lạ này tôm nữa. Ở giữa cái vó mình đặt xuống là nó có lần hai là nó có cái khí đập đi nó mới chìm. Tôi có không chìm. Thế là dọn giặt ủ. Kể nó thôi. Nó vẫn ở trong cái đống chạ này, chạy lên nó có ra đâu. Tôm 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 được hẳn một con, bắt luôn hai con. Ê nhưng mà con to nhỉ. Hai con to rồi. Nào ném ít cám xuống. Mấy con? Ăn một con à? Ôi, cá cá. Cá gì? Cá bống. Cá bống. Bắt được con cá bống. Có tôm không? Không. Cá bống à? Con cá bống. Xay tuốt. Đây không ném mồi nữa, vẫn còn mồi nguyên. Con cá bống rất đẹp nhỉ? Nè. Đâu? Nằm ở dưới này này, phía phía tay này, đó. Đây này, đầu ngón tay này. Phải không? Đủ nước bột chưa? Thừa. Thừa nhỉ? Ôi, nhiều nhiều nhiều. Úi dù có con. Có cả cá cấn kìa. Còn mồi không? Còn. Còn chưa hết, chưa hết. Rồi, hết rồi, hết rồi. Này để lâu lâu vào nó mới được con to. Cầm ra đuôi xào đi. Xỏ cái xào nằm ngang ở dưới nhưng đừng động vào nước, xong đấy chạm nhẹ vào lên dần lên dần. Lên dần. Nào, đưa lên đây xem có gì không. Được ha. Nhưng mà chắc cũng chạy bị đi bớt rồi. Hai con tôm này, hai con tôm ngu nó mới nằm đây. Để thả vào đây nữa nhá. Hạ xuống đi. Hạ xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi để ném cám. Ném cám phải ném được chính giữa này. Đấy, chuẩn giữa rồi. Ok, đi cất cái tiếp theo. Chúng cất đi. Này, cầm lại. Cái tiếp theo ra góc bằng này. Góc đằng kia chứ.
rồi. Tôm bé ăn no yên nghỉ hết rồi, còn tôm to thôi. To này mới bỏ nhỉ. To này. To này. Rồi. Hạ cổ xuống đây. Ui có con rùa bơi dưới này này. Bắt rùa về nhúng đâu? Rùa lá. Đây ra đằng kia. Úi dồi, khi mất con. Cái này lúc nãy không ném mồi đúng không? Ừ. Loãng mất mồi đi, cái này ném nhiều mồi vào đi. Mày... Ui. Con gà rất thích ăn bột này. Bột tôm. Thế rồi. Thừa sức đủ mấy bữa cho tôi nào. Mình chỉ đặt một lượt này nữa thôi. Có bao nhiêu cám sang hết. Cái dưới kia chắc hay hơn nhỉ. Cái dưới kia được nhiều nhỉ. Thế thôi. Vươn lên. Nhiều quá vì lại bỏ cái nọ ở đâu nhỉ? Vừa ta chẳng làm mắm tép mắm gì vậy. À thế à? Để lâu quá. Có thấy cái giấy không? Em muốn đi nhặt trâu về trong lò thu nhá. Vâng. Để cho nó mệt. Hay đuổi tí. Ôi, tao ước con rồi, chả đuổi nó được cái nữa rồi. Bắt. Toàn cá nè. Bắt đợt này này, toàn cá. Đợt này để đổi chỗ để. Mấy con cá này. Ngu. Ngu. Ừ. Còn bao nhiêu cám rũ tất đây. Đấy, ăn nó mửa ra luôn. Thôi. Cất tiếp à? Chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm hôm nay đây. Ngon như.